tại vườn sau lữ lục thần đang đánh đàn tỳ bà tiểu nhu chay lại thông báo với anh có người tới bảo thiếu gia nhanh chóng chạy đi hắn chắc là người quen của anh hắn cầm theo một tờ giấy gì đó vứt xuống nơi anh ngồi hắn bắt anh ký vào đó rồi đá đi chiếc đàn yêu thích của lục thần hắn nói với lục thần về cái chết của cha mẹ anh điều mà anh kiên kỵ nhất không nghe lọt tai điều này anh ta một trưởng đánh vào ngực dương nhất khiến hắn thổ huyết sức quỷ nhập thần anh lao như bay tới túm cổ dương nhất anh sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ khi nói anh mù và đụng tới cha mẹ anh có tiếng nói từ ngoài vọng vào đó là dương liễn cha của dương nhất cảnh cáo anh nêu thả con trai hắn ra thì có một con đường sống hắn ra hiệu người sông vào đánh lục thần anh giơ tay lấy lại chiếc đàn anh gảy một khúc nhạc chết chóc khiến đám đông ngã ngục hắn tức tối khi thấy lục thần đánh trả lại không quên cảnh cáo lục thần thêm một kẻ tới hắn là tề mặc người đầu tiên trong giới võ thuật mãn vân hôm nay chính là ngày rỗ của lục thần hắn lao tới phía lục thần cả người anh tỏ ra một ánh hào quang chống trả đòn đánh của tề mặc mắt hắn ngỡ ngàng nhận ra công lục của lục thần là từ đảo hoa đảo lục thần túm lấy cổ hắn dù phục nhưng vẫn phải hỏi lục thần thực ra ra là ai hắn chết tại trận L.U.C. thần không nhìn thấy nhưng biết khi nãy chúng rất kiêu ngạo nhưng giờ thì lại sợ hãi anh nhấc điện thoại báo cho triệu cửu long chấm dứt mọi hoạt động và hợp đồng với nhà họ dương bao người họ dương tới nhận người hôm nay lục thành này chỉ tha cho một người có mặt tại đây cô gái này là bạch lý cô vừa nhận cuộc điện thoại từ chủ nhân lục thần cô nói với ông cửu chấm dứt mọi hoạt động với nhà họ dương chỉ để lại một người sống cha con nhà họ dương nghe điều này không tâm phụ khẩu phục vẫn cố giả mồm thêm vài lời không sợ lời đe dọa của anh một người phụ nữ lớn tuổi chạy lại bà ta là vợ của dưỡng liễn bà ta nhắc đến đôi mắt của anh không hề mù lòa ngày hôm nay anh phải tiến nhà họ dương thành cho bụi dương liễn nhổ nước bọt về phía anh không coi trọng lời đề dạo này không biết mình đang đụng vào ai có tiếng quát phía sau ông ấy là triệu cửu long cận vệ của bạch lý và chủ nhân ông ta tát dương liễn cho hắn nhìn rõ người trước mặt là ai lục yên tiến về phía chủ nhân khấu đầu xin tha thứ cả đam người phía sau cũng quỳ xuống lục thần tuyên bố từ nay không còn họ dương bạch lý chúc mừng người đứng đầu cung thiên vương sau này mảnh đất nói đây sẽ càng lớn mạnh chuyện về nhà họ dương đã trao lại đơn hàng cho tô lạc thanh nhưng lâu dài ắt xảy ra chuyện không hay lạc thần nói để cho cô hiểu anh đã quyết định như thế nào ai dám trái lệnh anh có thể cho lạc thanh đôi mắt của mình không gì là không thể anh nhắc bạch lý hôm nay là sinh nhật của cô ấy anh muốn cho cô ấy biết tin vui khi lấy lại được thị lực Tiệc tối của Lạc Thanh, anh ôm chiếc bánh sinh nhật đi vào gặp một cô gái hất chiếc bánh trên tay anh. Lục thần không được chào đón ở đây. Anh không trách cô ấy ngay cả việc anh không nhìn thấy ánh sáng. Anh chưa từng trách cứ cô, nhiễm nhiễm đi vào lấy giấy ly hôn ném vào mặt bắt anh ký. Đó là điều cô muốn. Cô không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa nó không có ý nghĩa gì cả. Lý do là anh là kẻ vô dụng. Cô không còn mong đợi điều gì những thứ này không còn ý nghĩa chỉ vì một đôi giác mà cô sẵn sàng trả lại tiền cho lạc thần không để cô nợ nần ân nghĩa với anh. Cô chọn rời xa anh vì nghĩ rằng anh đã trao cho cô quá nhiều thứ quý giá cô không hiểu đó là tình cảm mà anh dành cho cô. Phá sau là một người đàn ông hắn là Lưu Tổng. Hắn bàn cùng vào câu chuyện của ba người hắn nói với đôi mắt màu lòa thì anh ta lấy gì để sống. Cô đưa tấm các về phía anh. Lục thần đã từng nghĩ cô không giống như những người phụ nữ khác hiểu chuyện và yêu thương anh, như anh nhìn lầm người. Cô nhắc anh hãy tự chăm sóc bản thân mình. Anh cũng muốn cho cô một bất ngờ đơn hàng từ tập đoàn Viễn Hàng rất nhiều tiền lưu tổng và nhiễm nhiễm cho đó là sự khai khoang không đáng có lạc thần nghe một cuộc điện thoại là của triệu cửu long thông báo với cô đơn hàng với nhà họ dương bị hủy nên giờ đây lạc thanh có thể trực tiếp quản lý nó cô không hề biết đó là quyết định của lục thần dành cho cô cô gái bên cạnh nó để lạc thanh biết đó là một phần của cung điện thiên vương hân không hề biết anh chính là thiên vương trong truyền thuyết mà họ truyền tai nhau thân thế của anh chúng chỉ biết là một kẻ mù lòa không hơn không kém anh khẳng định với lạc thanh khi có anh ở đây không có chuyện gì làm khó anh được Cô chỉ coi anh là một kẻ vô danh tiểu tốt cô chỉ một lời với anh rằng cô muốn ly hôn. Cô quay lại lấy một hộp hạc giấy mà chính anh đã gấp nó cho cô giờ cô gửi lại nó cho anh coi như chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tai anh ù đi anh đã là tất cả điều này cho cô nhưng cô chỉ coi đó là những lời nói dối không hơn không kém. Cô hất cả hạc giấy lên không chung. Cô chỉ tin những lời nói xung quanh không tin lời anh nói. Anh đã nỗ lực rất nhiều để có được điều này lạc thanh rằng sẽ không biết lời nào là thật lưu tổng khinh bỉ anh nhiễm nhiễm cũng cười theo trò đùa của lục thần anh gọi họ là ếch ngồi đáy giếng không thấy trời xanh lạc thanh đưa tay tát anh chiếc khăn che mắt rơi xuống cô thấy đôi mắt của lục thần rất rõ ràng và tinh anh hai kẻ đứng bên thấy thế thì kinh ngạc anh ta đang lấy sự thương hại của lạc thanh thật bỉ ổi cô hỏi anh đó là giả dối đó chỉ là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô nhiễm nhiễm đỏ thêm dầu vào lửa anh đau đớn nhìn cô họ đã kết hôn lâu như thế nhưng cô không biết anh có bị mù hay không mà lại nghe người ngoài không nghe lời giải thích cô chỉ biết chỉ trích lục thần quát vào mặt anh hãy ký vào đơn ly hôn người ta thường đau đớn vì tình yêu anh chấp nhận điều đó ân tình này anh đã trả đủ không còn lý do để tiếp tục anh ký vào đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn anh mong cô đừng cảm thấy hối tiếc cả lưu tổng và nhiễm nhiễm hãy nhớ đến ngày hôm nay cái bắt tay của lưu tổng và lạc tranh cho một cuộc hợp tác vui vẻ lưu tổng này không phải bình thường hắn có âm mưu đẩy nhà họ tôn này đi xuống lấy lạc thanh và lấy cả tập đoàn nhà họ lữ đây là mẹ của lạc thanh bà thanh hữu lam và em trai của cô lạc thành gặp mẹ vợ bà lam đang của trách anh đã phá bữa tiệc mừng sinh nhật của con gái bà không nể nang lục thần khi họ còn là một gia đình hóa ra gia đình này chưa từng tử tế với anh bà lam vứt trả chiếc vali anh hỏi bà về chuỗi đồng tâm là di vật của cha mẹ anh chính lạc thành đã bán nó nghe những lời không lọt tai anh vẫn khí ở tay dạy cho lạc thành một bài học bỗng lạc thanh xuất hiện ngăn cản anh ra tay nghe lời của bà lam và lạc thành không cho anh nói một lời giải thích Lục Thần thất vọng nhìn cô chiếc vòng di vật của anh hắn đã bán mất. Họ bên nhau đã 7 năm nhưng cuộc hôn nhân này không thể bằng những lời nói độc địa kia, anh giờ mới nhìn thấy rõ vì tình yêu anh đã dành cho cô những gì đáng giá nhất. Khinh bỉ anh tới mức không đáp lời cô dành cho anh một cú tát, tất cả đều chấm hết, tất cả những gì giữa họ. Lạc Thanh rời đi, khoảng cách giữa họ đang ngày một lớn dần, Bạch Lý gọi điện cho anh, có ai đó đang tới, chính Tô Lạc Thanh muốn gặp Thiên Vương không ai khác người đó chính là anh không quên nhắc bạch lý tìm cho anh chuỗi đồng tâm cô là lâm hỷ nhi còn đây là ceo của tập đoàn chu người này gửi tặng cô một món quà không tồi quà rất tinh tế cô ấy là hôn thê của thiên vương con trai của chu lữ là lưu tổng hắn thông báo là thiên vương đã đồng ý gặp tô lạc thanh ông chu và con trai đang âm mưu gì đó nhắc con trai phải cẩn trọng ông gác máy bạch lý báo với chủ nhân đã đạt đơn đặt hàng rồi nó nằm trong kế sâu của lục thành cô hỏi chủ nhân tại sao không để lộ danh tính để cô ta phải hối hận lục thần vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội cuối cùng để quay đầu tô lạc thanh tiến vào sau tấm khung cửa lục thần không lộ mặt cô nhận ra giọng nói này vô cùng giống lục thần nhưng suy nghĩ nhanh chóng qua đi cô nói lời cảm ơn thiên vương đã cho tập đoàn nhà họ tôn một cơ hội sẽ dốc hết sức lực với niềm tin này anh hỏi cô về thiếu gia nhà họ lữ là chồng của cô ra sao khi cả hai nhà đang đối đầu với nhau cô luôn phải chịu chỉ trích từ phía người khác về thân phận của anh ấy cô không can tâm Lục thần trong lòng cô là người không có kỳ vọng tiến thủ người đó giống như một gánh nặng trên lưng người như thế cô không cần. Lòng anh đau như cắt bóp nát vụn con cờ trong tay. Nhắc ngày mai là lễ ký kết cô có chuẩn bị một món quà cho thiên vương mong anh sẽ chấp nhận. Điều hối tiếc là các vị thần không an ủi cho cha mẹ lời này cô thực sự không hiểu. Cô cao từ rời đi anh muốn hỏi cô một câu. Cô còn yêu lục thần không? Cô không còn yêu anh ta, không còn cảm xúc. Anh cho cô lui trong lòng anh chỉ tỏa đau đớn. Anh tưởng mình đã gặp định mệnh của cuộc đời mình nhưng chỉ toàn dối trá. Anh nghĩ mình đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Tô Lạc Thanh trở về nhà, cô thấy cuộc gặp này rất kỳ lạ đem chuyện này nói với ba Lam và em trai họ nghĩ rằng thiên vương có ý với cô. Bà Lam nảy ra một ý, mộ của cha mẹ lục thần có vị trí phong thủy đẹp hay là lấy nó tặng cho thiên vương chắc hẳn ngài rất thích. Lạc Thanh và bà Lam thật bị ổi không để cha mẹ lục thần yên nghỉ hắn cho đào mộ phần của cha mẹ anh lên lục thành tới thăm mộ cha mẹ thấy cảnh đó anh đau xót khôn nguôi kẻ nào dám mạo phạm anh hướng lên trời rồi hét to chính bà lam và tô lạc thành làm ra chuyện này hắn nói sẽ dâng nơi này cho thiên vương nghe đến đó anh tức giận tới thổ huyết anh kỳ thực hiếu kỳ nếu cô biết anh là vua thiên vương tôi xem các người chống đỡ việc này ra sao mây đen kéo đến khắp trời lễ ký kết đã được chuẩn bị lạc thanh vui vẻ chào quan khách chính cô cũng không biết bà lam đã làm ra việc tẩy đình lạc thành vỗ ngực nếu thiên vương nhận chắc hẳn rất vui vẻ Lạc Thần dùng phi cơ riêng để đi tới lễ ký kết, trên tay cầm theo một chiếc liễn, dùng công lực nhảy xuống mặt đất tất cả quỳ dạp chào chủ nhân. Lời hô chủ nhân đang tới, tất cả đều thấy kỹ dung mạo bất phàm chưa từng để lộ của anh tất cả bọn họ đều sững sờ. Thấy đó là Lục Thần cô tiến lại sao anh đến đây được khi không có thư mời đóng giả làm thiên vương. Cô bảo anh là con đỉa bám dai, anh nói để cho cô biết lễ ký kết này không thể tiếp tục, Lạc Thanh còn chưa hiểu chuyện gì. Anh chỉ vào bà Lam hỏi xem bà ta đã làm ra chuyện gì, cô quay về phía bà lam bà ta cho người đào cho cốt của cha mẹ anh hai người này cãi trắng hàng động của họ thêm vào là lời khích bác của lưu tổng không suy xét cô nhìn về phía lục thần cô cho lời nói từ anh đều là nói dối bạch lý lên tiếng gọi họ là một lũ hề không có mắt cho cốt này là của cha mẹ chủ nhân bà lam xua tay đó là chỉ là những diễn viên đóng một vở kịch lưu tổng nói với bạch lý xem lục thần trả cho cô bao nhiêu tiền cho vai diễn này chỉ một cái phẩy tay hắn có thể chết nhưng lục thần không muốn vén bức màn bạch lý vứt chiếc hòm lên cảnh cáo hắn thấy mình bị đánh hắn lao đến lục thần sử dụng linh khí khiến hắn quỳ xuống lời nói của một kẻ trong đám đông cảnh cáo lục thần đụng vào nhầm người nhà họ chu anh cảm thấy nực cười vì sự đe dọa này hắn chỉ là một kẻ quỳ gối bình thường như hàng ngàn người quỳ gối trước anh mỗi ngày lạc thanh gọi anh là kẻ điên phá hỏng lễ ký kết đánh chu lực tổng hắn cảnh cáo chút nữa thiên vương sẽ tới và xử lý lục thần anh thách thức xem khi thiên vương tới có thể làm gì được anh lục thần tiến thẳng tới chiếc ghế của ngai vàng đặt cho cốt xuống lạc thanh ra sức khuyên ngăn anh hô to tên mình muốn tất cả bọn họ phải trả giá vì làm phiền bố mẹ anh hãy khấu đầu xin lỗi lạc thanh nói với cô anh ta đã hóa điên lục thần đang xúc phạm thiên vương lưu tổng nói anh cương nghị như một vị vua đám đông bên dưới không ngừng bàn tán về thân thế của lục thần toàn lời lẽ bôi nhọ xúc phạm điều anh làm khiến lạc thanh coi đó là sự trả thù phá vỡ đi lễ ký kết của gia đình cô đây không phải vì sự thương xót anh cần lấy từ cô, không phải cô cho anh đôi mắt là do anh ngu ngốc mà đó là tình yêu của anh. Lưu Tổng gọi anh là kẻ ngốc dám xúc phạm ngai vàng, không ai có thể cứu được anh. Một người đàn ông tới cảnh cáo anh sao dám xúc phạm tới ngai vàng của Ngài Thiên Vương. Bách Lý cảnh cáo hắn đang tự tìm đến cái chết. Bà Lam gọi người đàn ông này là bộ trưởng Lưu hay đưa lục thần khỏi đây. Anh nghe vậy cười khẩy chúng, Lạc Thanh chống mắt lên xem anh ta có thể kiêu ngạo tới khi nào. Xin lỗi ư sao anh phải làm như thế, họ gọi anh là cặn bã. Chắc hẳn Chúa Trời sẽ trừng phạt hắn không thể tha, mong Thánh Thần có thể chừa họ ra. Bộ trưởng Lưu hắn không hỏi tại sao anh lại xử sự như thế, hắn chỉ biết trách mắng Lục Thần không ngớt, hắn công khai gọi anh là một con chó đi lạc. Lục Thần nói để hắn nhớ thiên vương cho hắn phong vị không để dân nghe theo những lời này, hắn vẫn giả mùm không nhận tội. Bạch Lý hỏi hắn có chắc về điều này hay không, đám đông chống lưng cho Bộ trưởng Lưu, Lưu Tổng chống lưng cho hắn làm càn. Bà Lam đáp lời, người này cũng có mắt như mù. Bà ta cãi bay về việc lục thần nói bà đào mộ tổ tiên là không có căn cứ, cả đám người nhìn nhau cười ồ lên. Hắn gọi người tới mang lên một đôi câu đố đó chính là bút tích của anh có ấn vàng ghi rõ nhìn thấy bức phù như nhìn thấy núi Thái Sơn, tất cả quỳ xuống khấu đầu. Bộ trưởng lưu nắm trong tay mình quyền lực có thể hô mưa gọi gió, hắn liền chỉ vào lục thần, anh cười họ, đó chỉ là chữ viết tay có gì phải cúi lại. Anh hỏi xem ai trong số họ có thể giết được anh, một tay anh đưa bức viết tay cháy rụi không để lại dấu tích. Lưu Tổng bảo anh đang phát điên. Bộ trưởng Lưu quá tức giận, cái tát thứ ba của Lạc Thanh dành cho anh. Cô vẫn giữ giọng điệu trước kia nghĩ là anh luyến tiếc nên bày trò này. Anh không điên anh chỉ đốt bản thảo của chính mình. Nghe đến lời này thì tất cả cho rằng anh điên thật rồi. Lưu Tổng sẵn lòng cho đi 90% cổ phần của hắn cho bộ trưởng Lưu chỉ cần ông ta đưa lục thần ra khỏi đây. Đám ông xúi dục đẩy thuyền cô về phía chu Lưu Tổng. Anh chỉ hỏi cô một cậu, cô có nghĩ giống như họ không? cô không tin vào bất cứ lời nào của anh nhưng cô không bao giờ nghĩ anh làm hại người khác bảy năm qua anh chưa từng nói dối cô chưa từng làm hại đến nhà họ tôn hai người đang cãi cọ trước một đống con mắt hiếu kỳ hà dạ nhất là lưu tổng sau này hai ta không hẹn gặp lại lục thành đi tới sự thất vọng tràn trề anh sẽ phá hủy tất cả tất cả nơi này chính đám đông muốn đẩy họ vào chỗ chết bằng một cái chớp mắt tất cả như người phía sau nằm xuống anh có thể cho cô cả đôi mắt của anh không có gì là anh không thể làm kể cả chuyện đối đầu với thiên vương Bộ trưởng Lưu tức giận chạy tới giờ cú đấm về phía Lục Thần, anh dùng một chiêu đánh vào hắn chưa đầy một phút hắn ngã lăn ra. Bất cứ ai xúc phạm cha mẹ anh để phải trả giá hoặc là giết chết từng kẻ một. Mấy người nhốn nháo quỳ xuống Lưu tổng quát họ đứng dậy sao phải quỳ trước một kẻ điên. Lạc Thành không ngừng đả kích anh, đổ thêm dầu vào đống lửa cháy bùng trong lòng. Nhiễm Nhiễm thông báo đã mời người trông coi nghĩa trang tới, Lưu tổng vỗ vai anh ta, hắn ta nói chính người này đã đào nó lên và chỉ vào Lục Thần. Cả đám người vui vẻ khi phần thắng nghiêng về mình đôi mắt anh hằn lên sự phẫn nộ bà lam nói thêm những lời sai trái lạc thanh được thể cho anh những lời lẽ vô vùng khó nghe không quên nói anh là kẻ yếu đuối lưu tổng thấy họ cãi cọ rất vui vẻ hắn tiến đến nói với anh nghĩa trang bảo sơn là thuộc về nhà họ chu hắn nói anh chỉ là một chú hề nhà chu một tay che trời ở đất vân châu này thấy hắn khí thế truyền thánh chỉ của anh tới nhà họ chu tại vân châu này làm việc ác và phản nghịch đe dọa kẻ mạnh sẽ tước đi sức mạnh ai chống cự giết không thương tiếc kẻ hào nam bên dưới được phen cười sảng khoái từ ngày có cung điện thiên cửu này vua thiên vương chỉ cho hai ý chỉ duy nhất bằng miệng lưu tổng không tin điều này hắn nhởn nhơ cười nói điều này là vô ích khẩu dụ được đưa xuống tất cả nhà máy xí nghiệp cơ quan người họ chu đều bắt hết không tha bạch lý nói hắn không vội trước sau gì điều ước cũng thành hiện thực hắn nói nếu hắn chết cũng là dạng danh dòng tộc họ chu hắn mạn phép hỏi khẩu dụng đã đi tới vương cung chưa rồi hắn chỉ tay vào mặt lưu thần thanh chỉ tới nhà của triệu cửu long ông ta đúng là một con chó tốt ông ta hỏi xem có chuyện gì ông nối máy tới hỷ nhi cần cô xác nhận chuyện này cô nói với ông chính là công tử nhà họ chu hỷ nhi cũng tới xem kịch hay toàn bộ gia sản nhà họ chu đã bị tịch thu anh muốn xem hôm nay ai có thể cứu được hắn lưu tổng nhấc điện thoại nhưng không có ai bắt máy anh cảnh cáo hắn nhà chu đã hết cơ hội nhưng cô vẫn còn cô hãy đưa em tai và bà lam tới để khấu đầu trước cho cốt của cha mẹ anh và nói lời xin lỗi kể từ đó chúng ta không còn nợ nhau ân tình không để lời anh nói vào tai điều kiện này cô không chấp thuận lưu tổng đối chấp những lời lẽ cay nghiệt anh yêu cầu trực tiếp chu lữ đến quỳ gối xin chết giờ ông ta mới nghe được tin tức phong tỏa tài sản của nhà họ chu điện thoại phát ra chỉ cho ông chu đúng 3 phút tới nhặt xác của chu lưu tổng mặt ông ta tối sầm lại lưu tổng không biết mình đang đối đầu với ai anh đếm còn một phút duy nhất bộ trưởng lưu cũng lùng cồm bò dậy xem người này là ai hắn lấy chân đá chiếu tiểu đá chứa cho cốt của cha mẹ anh anh lao tới túm cổ hắn lạc thanh cho anh cái tát thứ tư miệng không ngừng chỉ mắng lục thần đúng một phút ba mươi giây chu lữ có mặt cho thằng con bất hiếu một bạt tai nó đáng tội chết anh quay lại hỏi hắn là chu lữ nghe khẩu khí này thì ông chu không biết anh là thiên vương giọng còn hống hách đúng là cha nào con ấy gia tộc của nhà chu cũng không thể sống lâu vì chọc giận vua trời nên ông ta phải tới đây nhưng ông ta chưa từng gặp thiên vương bạch lý cảnh cáo hắn đụng phải nhầm người không nghe lời cảnh cáo Lưu Tổng dõng dạc với bố gọi Lục Thần là thứ rác rưởi nghe hai cha con nhà họ Chu vẫn còn hống hách. Lục Thần không lạ lẫm gì tinh cách cua chia con nhà họ Chu, họ chính tay cắt đứt con đường sống của mình thì không thể trách cứ người khác. Lục Thần sẽ tìm ra người nhận ra anh là Thiên Vương để hắn thỏa ước nguyệt sụp đổ. Lục Thần cho hắn một cơ hội tự tay tiêu diệt con trai quỳ xuống và xin lỗi. Hắn muốn thấy ở Vân Châu này ai lớn hơn hắn. Tìm Triệu Cửu Long ngay, Lạc Thanh không thấy anh dừng lại thì đưa anh rất nhiều tiền để chuyện này kết thúc anh hất nó khởi tay cô ông chu tiến tới an ủi cô đừng quá lo lắng hắn gọi người đến xử lý lục thần triệu cửu long tiến tới dù có hơi muộn thấy ông cửu đến thì ông chu mừng thầm trong bụng và chỉ vào người quậy phá là lục thần thấy lục thần bị trách tội lạc thanh nói đỡ cho anh nói anh không làm chủ được bản thân anh gọi tên triệu cửu long cần ông ta giải quyết chuyện này sao cho thỏa đáng xem ông ta quản lý cấp dưới của mình như thế nào chu lữ đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ lớn tiếng nói câm miệng ông cửu thấy hắn đổ thêm dầu vào lửa thì cho hắn một bạt tai ông ta bái phục lục thần một cách cung kính ông cửu đã nuôi lớn những kẻ này rất tốt muốn một tay che trời ở vân châu này thấy ông cửu khúm núm lưu tổng cười nhạo ông ta ông cứu túm cổ hắn tên đại nghịch bất đạo đẩy dòng họ chu vào diệt vong một lần nữa cái tên triệu cửu long bị anh đai nghiến cho người kéo hai cha con nhà họ chu quỳ xuống xin lỗi ông chu không đồng ý đứng trên thứ rác rưởi này người đến tới túm lấy hắn dập đầu trước lục thần ông ta muốn rời đi nhưng Lạc Thanh ngăn lại. Cô muốn đuổi anh đi để ông Chu và Lưu Tổng ở lại, để cha con nhà họ Chu đi là điều không thể. Mời Triệu Cửu Long tới không để giáo huấn họ mà anh muốn nhà họ Chu và bà Lam cùng Lạc Thành phải quỳ xuống xin lỗi. Ông Chu không coi anh là người, thấy thế ông Cửu giận tím mặt đến nước này thì ông không thể làm khác tuyên bố từ nay tập đoàn vua không có bất kỳ hợp tác nào với nhà Chu. Sống chết tự chịu trong một tháng sẽ rút lại hoàn toàn vốn đã đưa. Lời này vang như sấm, hẳn ông Chu vẫn chưa hiểu sự tình. Lời nào của ông cửu nói ra cũng khó nghe ông ta còn quay lại bóc mẽ ông cửu rằng ông ta không muốn hắn gặp thiên vương nên đã phế chốt ông ta. Nghe lời này mà ông cửu thấy hắn ngu ngốc, hắn thực sự muốn nổi loạn và đối mặt với thiên cung. Những lời của hắn thực sự khiến lục thần rất bất ngờ, đến thiên vương cung cũng dám phản loạn. Lưu Tổng chưa hiểu lục thần làm thế nào để nhà họ Chu bị phá sản. Bạch Lý truyền thông báo của anh làm thế nào nhanh nhất để nhà Chu bị tiêu diệt. Thông báo về Chu di cửu tộc của nhà họ Chu vẫn cho chúng cơ hội để xin lỗi cho cốt cha mẹ anh đây là cơ hội cuối cùng. Lưu Tổng vẫn già mùng không hiểu nghĩ đây chỉ là một vở kịch mà cả Lục Thành và ông Cửu đang diễn sẽ không có lời xin lỗi nào ở đây. Hắn đếm trên tay đã một phút trôi qua mà không có gì xảy ra với nhà họ Chu. Hắn và Lưu Tổng cười vui vẻ. Điện thoại của ông Chu đổ chuông thư ký thông báo 4 chê bon bỏ vốn cho tập đoàn Chu đã rút lại. Cổ phiếu của tập đoàn Chu đang giảm mạnh, cổ phần của ông Chu đang bị chuyển đi. Nghe ông Chu kêu lên một tiếng Lưu Tổng không thể tiếp tục cười cổ phần của nhà Chu chỉ còn lại 0,1%. Ông Chu tức giận thổ huyết chỉ một phút gia đình của hắn không còn gì. Cổ phần của hắn được chuyển thẳng tới chỗ vua thiên hoàng. Hết thật rồi Lưu Tổng nghe đến đó là điều không thể chấp nhận. Bạch Lý chúc mừng Lưu Tổng thực hiện được ước nguyện của hắn chỉ còn số vốn là 100.000 nhân dân tệ. Quả thực là cầu được ước thấy. Ông Chu lùng cồm bò qua ông cửu cúi lại mong ông cửu cứu giúp nhưng chưa muộn mau kéo kẻ nghịch tử khấu đầu và nhận tội trước ngài lục thần. Hai cha con nhà họ Chu bò tới chân anh để cúi lại hắn tát chính mình nhận mình chính là con chó vô chủ hắn sủa theo tiếng chó. Chính anh đã nói nhà họ Chu sẽ bị tiêu diệt đó không phải lời nói đùa, tất cả quỳ rạp xuống chân anh duy chỉ có gia đình nhà họ Tôn là không quỳ. Đám đông sợ hãi cho thiên vương cổ phần của gia đình họ. Anh tiến tới đá vào chân của Lạc Thành, Lạc Thanh lên tiếng cảnh cáo hành động bất mãn của anh, anh cảnh cáo cô nếu cô có tình cảm với anh thì đã không nghe lời nói vô lý của họ mà làm tổn thương anh, đó không phải tình yêu. Lục Thần hỏi cô những năm qua cô đã đối xử với anh như thế nào, hãy xem lại bản thân mình cô nói anh không có trí tiến thủ nhưng anh đã trở thành vua mạnh nhất nắm trong tay nhiều quyền lực nhất lạc thanh không tin anh là vua thiên vương cô chỉ nghĩ đến lễ ký kết của mình không quan tâm việc mẹ cô và em trai làm tổn hại tới cha mẹ anh cô dành sự quan tâm của mình tới vị vua mà cô coi trọng đương nhiên người đó không phải là anh trong mắt cô anh chỉ là một người bất tài và vô dụng lạc thanh quay lại ông cửu có rời lễ ký kết vào ngày khác lục thần muốn thấy nhà họ tôn không có anh có thể làm được gì vơi giọng điều của lạc thanh thì cô muốn đuổi lục thần rời khỏi đây một giọng nói phía sau cất lên. Đó là Lâm Hỷ Nhi cô đi tới khoác tay anh cô hắng giọng với ông cửu đã không quản lý người tốt để chồng của cô phải bận tâm. Bà Lâm quát vào mặt anh nói anh đã tìm được người phụ nữ ở bên ngoài. Anh cảnh cáo bà Lam trận trọng với những gì bà nói. Người theo hầu của Lâm Hỷ Nhi cho bà Lam một cái tát cảnh cáo, thêm một cái tát thứ hai. Đây không phải là nơi để nhà họ tôn thể hiện Lâm Hỷ Nhi cảnh cáo Lạc Thanh. Lạc Thanh nghĩ lục thần mang cô ta đến đây để thị uy. Lâm Hỷ Nhi cảnh cáo việc cô đánh mất anh ấy là ngu xuẩn anh không muốn trả lời mọi câu hỏi nên hoàn toàn im lặng thấy hỷ nhi sắp nói lời không nên nói anh ngăn cô lại trong suy nghĩ của lạc thanh anh chỉ là một người không có năng lực lục thần chắc chắn cô sẽ hối hận về điều này người chăm sóc của hỷ nhi cảnh cáo lạc thanh rằng dòng họ nhà tôn của cô sắp chết tất cả rời đi bà lam an ủi cô này ra một ý vì lục thần gây chuyện mà ngài ta không nên tốt hơn hết là dâng lên thiên vương mảnh đất tốt này càng sớm càng tốt ngày hôm sau lạc thanh lại tới tìm thiên vương ngữ khí này khác hẳn khi nói với lục thần Cô nói lời xin lỗi với bậc quân vương thì dễ dàng nhưng với Lục Thần thì khó khăn muôn phần. Khi họ đi ra phía cửa thì gặp Lục Thần ở đó, anh nhắc lại anh là vua. Nhiễm Nhiễm khích bác anh nói để Lạc Thanh phòng bị đừng để anh ta lừa gạt, cô khuyên anh nên xin lỗi chân thành Thiên vương để ngày ấy tha thứ. Cô báo với anh ngày mai Thiên vương sẽ cùng cô tới mảnh đất mà gia đình cô tặng nó cho ngài, gia đình cô lấy mảnh đất của cha mẹ anh để dâng nó cho ngài ta chuyện này thật nực cười. Cô không thể tin Lục Thành vẫn nghĩ sai cho mẹ và em trai cô. Cô không thể tha thứ anh ta chuyện này. Lâm Hỷ Nhi tới để gặp anh nhưng anh thực sự không muốn gặp cô. Cả nhà họ tôn đứng giữ mảnh đất trước đây mà nhà họ lữ chôn cất nghênh đón thiên vương. Lục thần bà Bạch Lý đi tới thấy anh. Lạc Thanh cảnh cáo anh nếu anh đến đây gây rối cô sẽ không tha. Cô hống hách Bạch Ly cảnh cáo cô xem đúng là ai đang nói dối. Lục Thành hỏi lại xem bà Lam và Lục Thành có làm gì khuất tất không. Cô vẫn nhất quyết bảo vệ họ. Cuộc đời của anh vẻ vang nhưng cô độc. Cha mẹ anh chết khi bị chính người thân hại chính cô đã nói phải chôn cất họ vẻ vang ở một nơi phong cảnh đẹp nhất giờ đây chính cô đạp đổ bia mộ này bà lam và lạc thành dùng những lời lẽ vô liêm sỉ để đáp lễ lạc thanh đã trở thành một con người khác ham mê danh vọng không ngờ cô ta tin lời của mẹ và anh trai mình mảnh đất tốt như thế phải dâng lên thiên vương anh thật muốn biết bao nhiêu năm qua cô quan tâm về điều gì thứ mà cô cần là danh vọng là tương lai cứ không phải ở bên một kẻ vô dụng lâm hỷ nhi xuất hiện nói cô đã quá tự đắc ý lạc thanh chỉ là một cô gái ngu ngốc không hiểu gì về người đàn ông của mình hỷ nhi nói rằng họ hãy đặt cược nếu biết thân phận thật của anh ấy thì cô không được giành lại anh ấy sẽ là của hỷ nhi lạc thanh không thích đặt cược với lý do quá nhàm chán trình độ nhận thức của hỷ nhi quá kém cỏi hỷ nhi nói chính mẹ và em trai cô đã đào hài cốt của cha mẹ lục thần chính chuyện này hãy làm cá cược điều kiện này cô đồng ý với hỷ nhi nếu cô thắng thì họ không được làm phiền cuộc sống của cô nữa Hỷ Nhi cho cận vệ lôi người gác cổng tới chỉ vào bà Lam và Lạc Thành chính họ đã làm. Hắn nhận chính mình đã nói dối do Lưu Tổng đã ép buộc. Hỷ Nhi hỏi về phía Lạc Thanh, cô không tin bà La lại làm ra việc tày đình như thế chắc chắn người gác cổng đã bị đe dọa. Lạc Thanh không bỏ lòng kiêu hãnh và niềm tin mù quáng của mình. Hỷ Nhi đưa ra video mà họ đã làm, Lục Thành nói đó là giả. Người đến bắt hai người này quỳ gối trước Lục Thành, sự thật mãi mãi là sự thật không thể thay đổi. Sự hận thù của Lạc Thanh đã quá sâu không thể nhìn thấy lẽ phải có điều gì đó xảy ra nhưng lạc thanh đã giấu anh cô đã mang thai đứa trẻ nhưng đã giết nó từ trong bụng không hề cho anh biết lạc thanh tát anh nói anh không có mặt mũi nào là bố của đứa trẻ này tôn lạc thanh là một người phụ nữ độc ác nghe những lời này từ cô trái tim anh như ngàn vết đâm đến thổ huyết mây đen kéo đến biết mẹ mình làm điều sai trái cô rời đi nhất định anh sẽ bắt cô phải trả giá vì chuyện này lạc thanh trở về giơ tay cho lạc thành một cú tát vì hành động thô lỗ của em trai hắn ta đưa ra một kế sách khác gặp một người chuyên trách cho công việc của thiên vương nhờ người này chắc chắn sẽ gặp được thiên vương hỷ nhi đã giúp đỡ anh rất nhiều anh muốn cảm ơn nhưng cô không muốn anh phải xa cách sư phụ hà thiên sự sẽ đến đây anh nhắc bạch lý hãy chọn lựa một món quà thật chú đáo để gửi tặng ông hà nhiễm nhiễm báo cho lạc thanh một tin vui ông hà này rất đáng tin chúng ta có cơ hội để gặp ông ấy khi ông ấy tới đây tại khách sạn nam dương và có thể gặp thiên vương Lạc Thanh tới buổi gặp mặt do tin tức nội bộ có được những người này đều là những người có địa vị cao họ đều muốn gặp được thiên vương. Lục Thành đi tới, Lạc Thanh không thể ngờ là chạm mặt anh ở đây, Lưu Thành nói Lục Thần chỉ là một đống rác còn đe dọa giết anh. Thấy sức mạnh của anh hôm trước Lạc Thanh can ngăn, cả đám người chọc ngoái Lục Thần không ngớt không lời nào được coi là lọt tai. Anh sai Bạch Lý đem tới chữ viết tay của thiên vương thị uy đám đông, Lạc Thành lao đến nhưng anh ngăn lại không cho hắn mở, cả đám người chọc ngoái cười nói vào Lục Thần, tức giận anh đưa tay tát Lạc Thành đám đông hùng hổ đứng dậy nói anh đã quá kiêu ngạo. Lạc Thanh hất ly nước vào mặt anh, một mực Lạc Thanh vẫn gọi anh là thứ rác rưởi từ đầu đến cuối. Lạc Thanh gọi người đến đuổi Lục Thần đi cô đưa cho người quản lý thẻ VIP của mình nhìn về phía anh và ra lệnh. Hắn không biết mình đang động vào ai, tên quản lý không ngừng chửi mắng anh. Ông cửu là bất khả chiến bại chỉ thiên vương mới có quyền ra lệnh cho hắn. Anh đưa chiếc ấn ngọc ra, Lạc Thanh cầm chiếc ấn coi nó là giả. Cô cho anh biết tin ông Hà từ trên tàu sắp xuống, ông ấy sẽ cho cô biết sự thật anh có phải thiên vương hay không xe của hà thiên sự ra đón ông là ông cửu còn có cả hỷ nhi bên trên tầng cả đám người tụ họp đang nói những lời giàn ép lục thần phải rời khỏi đây lạc thanh nhìn anh bằng đôi mắt cam phẫn anh đã hủy hoại lễ ký kết giờ anh còn muốn phá vỡ cơ hội cuối cùng này để gặp thiên vương lục thần nói để cho cô hiểu việc anh rời khỏi đây cả đời cô sẽ hối hận cô không bao giờ làm điều gì mà mình cảm thấy hối hận anh hỏi cô một câu khi cô bỏ đi đứa trẻ cô có hối tiếc không cô chỉ rằng không hối tiếc nghe lời này niềm tin của anh vỡ vụn anh không thương xót cho lạc thanh anh chỉ thương xót cho đưa con của anh lục thần bước đi lạc thanh tới để dở bức họa ra hắn cười hà hê đám đông cũng nhộn nhịp bàn tán không lời nào tốt đẹp về lạc thần lạc thanh đi tới xé bức họa của anh ông hà và ông cửu đi tới thấy bức viết của anh đã bị xé nát và rơi dưới đất hì nhi hỏi họ là anh ấy đâu lạc thanh đáp lời là lục thần tới mang theo một bức họa giả và nói là nó của thiên vương Hỷ Nhi tiến tới tát cô nói cô là có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn. Ông cửu gọi tên cô và nói cô chưa bao giờ đủ thông minh. Nghe lời này của ông cửu cô cũng không hiểu tại sao lại trách mắng. Hỷ Nhi nói anh trai của cô đã xé lá thư của nhà vua. Lạc Thành hỏi ông cửu có nhầm không nó là của Lạc Thần. Ông Hà nhận định đó đúng là của vua Thiên Vương. Ông cửu túm cổ hắn. Hỷ Nhi hỏi cô có biết hậu quả không? Nếu đúng như lời họ nói làm sao Lục Thần có thể là Thiên Vương? Không thể có chuyện đó. Ông Cửu chỉ tay vào cô trách cô có mắng có mắt như mù, không biết phân định phải trái trắng đen. Tên quản lý khi nãy đã mạo phạm thiên chủ kể cho ông Cửu nghe người khi nãy người này rất kiêu ngạo không coi ai trong mắt vì cô lạc đây nên hắn ta đã nói lời lẽ khó nghe. Ông Cửu tức giận đá hắn gọi đám đông là một đống rác mù quáng. Thầy Hà rời đi không quên gửi cho họ một lời chúc may mắn, Lạc Thanh thở thẫn ngồi khuỵu xuống, nhưng nghĩ tới điều gì đó cô chạy theo thầy Hà, ông Hà cảnh cáo cô mỗi bước đi sau này của cô đều sẽ gặp gành gian nan. Thầy Hà chỉ nói một câu duyên khởi và chấm dứt tất cả đều vô vọng. Cô gieo nhân ác sẽ gặt quả ác đó là điều đương nhiên. Hì Nhi nói cho cô một đạo lý. Cô không để anh ấy trong mắt hết lần này đến lần khác nhục mạ anh ấy. Gia tộc họ tôn của bạn sẽ rời vào cảnh diệt vọng. Ông cửu cung chỉ vào cô và lắc đầu cô không hề để tâm tới tâm tư của anh ấy. Thật thất vọng. Đấm đông không giống lúc trước rôm giả giờ im lặng không nói nổi lời nào. Lạc Thành tiến gần tới đỡ cô dậy hỏi cô anh ta có thực sự là vua không nêu điều này là thật chúng ta sẽ sống như thế nào có giống như nhà họ chu tán ra bại sản không. Giờ cô mới nhìn lại chính mình những lỗi lầm mình gây ra khắc sâu, hôn nhân 7 năm của họ có vớt vát được không? Lạc Thanh không cam tâm cuốn sách này chắc hẳn anh ấy lấy ở đâu đó, anh ấy không thể là vua chỉ là một kẻ tầm thường. Cả Lạc Thành cũng cho rằng anh ta là kẻ ngu xuẩn dựng lên màn kịch tốn công này để lừa bịp tất cả mọi người. Thầy Hà nói gia đình chúng ta có thể mất nhiều tiền, hai kẻ mù quáng và đố kỵ không chấp nhận sự thật lục thần là vua hắn chỉ đang đẩy nhà họ tôn vào chỗ chết phá vỡ cuộc gặp quan trọng này lạc thần gặp thầy hà tại một nơi khác ông hà cũng phải cúi đầu chào khi gặp mặt thiên vương nhanh chóng mời thầy ngồi hỷ nhi kể cho anh nghe thầy hà đã tìm được huyết mạch rồng tin này quả thực rất tốt ông hà cắt ngang câu chuyện vân rồng ở vân châu tại nhà máy cạnh chân núi vân long ở ngoại ô phía tây nghe điều này sắc mặt lục thần có phần thay đổi đó là nhà máy của nhà họ tôn hỷ nhi buồn bã anh và cô ấy chính là duyên phận ông cửu sẽ trực tiếp đi gặp nhà họ tôn và nói chuyện. Chưa đầy 3 phút sau ông cửu tới muộn một bước nhà máy ở ngoại ô phía Tây đã được đưa ra đấu giá. Lạc Thành đã tiết lộ thần chiến tranh đã mua nó, cô tiết lộ cuộc đấu giá vào ngày mai. Chuyện này chỉ có tốt cho nhà họ tôn. Lục thần nhận được tin tức của ông cửu, thần chiến tranh hớt tay trên hẹn họ vào ngày mai tại phiên đầu giá. Phiên đấu giá sắp bắt đầu không khí căng thẳng. Lạc Thanh tới ngồi gần với Hồng Gia Kỳ người phụ nữ hôm qua đã đến. Người chủ trì bắt đầu lục thần ra giá 100 triệu. Cô tiến đến đuổi anh ra ngoài, anh nhắc nhở cô anh tới đây để đấu giá chỉ cần anh có tiền ở đâu cũng có thể. Lạc Thanh không ngừng day nghiến anh với những lời lẽ xúc phạm, Bạch Lý đứng dậy để cảnh cáo cô, Hồng Gia Lý tiến đến coi thường anh dám xúc phạm Thiên Vương điều này không thể bỏ qua. Hồng Gia Lý coi anh là một kẻ tự phụ, anh mong hai người này đi cho đừng để ảnh hưởng tới chuyện anh sắp làm, cả đám người đứng dậy đe dọa Lục Thần. Một phiên đấu giá không nói đến sức mạnh, tiềm mới là thứ quyết định ai thắng. Hồng Gia Lý tức giận trở về chỗ ngồi. Lục Thần trả giá 30 triệu, con số đã tăng lên 3 tỷ. Lạc Thanh đứng dậy muốn kết thúc phiên đấu giá, cô cho rằng Lục Tần đến đây để gây sự bộ trưởng Lưu đột nhiên xuất hiện đứng về phía Lạc Thanh. Hồng Gia Lý cũng tham gia vào để góp vui, họ gọi tay chân vào để đưa Lục Thần ra ngoài. Lục Thần hỏi chúng ta bắt đầu chưa đừng lãng phí thời gian, anh đã lên con số 100 tỷ. Hồng Gia Lý tức tối nói về phía anh rằng đang muốn đối đầu với thần chiến tranh. Anh cười khẩy chỉ là các người không có đủ tiền để ra giá. Lạc Thanh không tin anh có nhiều tiền như vậy cô khuyên anh hãy đi đi đừng tự mình tìm rắc rối hồng gia kỳ không tin anh có thể có nhiều tiền như thế ngay bây giờ lục thần đua cho bộ trưởng lưu một tấm thẻ quẹt số tiền ông lưu còn bật mí bên trong còn nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền này cả căn phòng nóng lên hồng gia lý nhận ra điều này vượt ngoài ngân sách không thể trả giá thêm anh lên tiếng có vẻ cô ấy đã hết tiền người chủ trì công bố quyền sở hữu thuộc về lục thần nhưng chúng lại dở trò Hồng Gia Lý cầm theo cây kiếm trong tay tiến đến chúng không biết mình đang đối đầu với ai, bỗng nhiên Lạc Thanh bước tới muốn cầu xin cho Lục Thần. Anh gạt đi hỏi lại Hồng Gia Lý đây cách thần chiến tranh huấn luyện cận vệ của mình, cô ta gạt đi, chúng tiến đến, anh vận khí đẩy lùi hết bọn chúng một tay bẻ gãy kiếm xông vào túm cổ Hồng Lý muốn biết danh tính hãy bao thần chiến tranh đến và hỏi, anh rời đi Lạc Thanh tới đỡ Hồng Gia Lý dậy. Vài ngày nữa thần chiến tranh sẽ tới cô hãy tới và hãy giải thích tất cả. Nhà máy sẽ giao cho ông cửu chỉ cần 3 ngày sẽ hoàn thành xong mộ phần cho cha mẹ ngài. Nhà máy rơi vào trong tay lục thần. Lạc Thành đương nhiên không vui vẻ gì hắn còn đập đồ đạc khiến nhà họ tôn đắc tội với thần chiến tranh. Hắn còn có ô mưu giết hại lục thần. Nghe đến đó Lạc Thanh tát vào mặt hắn. Bà Lam nói đỡ còn bị chính cô sát phạt. Thấy lục thần còn tình cảm với Lạc Thanh. Hỷ Nhi uống khá nhiều rượu một hà công tử đi tới hắn và Hỷ Nhi có hôn ước. Hắn gọi người bắt cô ấy, đúng lúc lạc thành đi tới nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái hắn quen mặt hóa ra đó là công tử nhà họ hà giàu có nhất đất vân chân này hắn muốn lạc thành bắt cô ta giúp hắn Hỷ nhi bỏ chạy kịp gọi cho lục thần báo ở đây có nhà họ hạ một nhóm người lao đến đưa cô lên xe chúng đưa cô tới định giở trò đồi bại thù lạc thành đi vào cho hắn một cái tát tụi tay chân đứng bên ngoài xem cảnh xuân tình lục thần đi tới hạ chúng bằng một tay anh tiến vào trong phòng tát hắn rồi túm cổ nhấc hắn lên miệng đầy máu hắn gọi cho lạc thành tay chân của Hồng Gia Yến báo tin Lục Thần đang ở khách sạn Thiên Hà, cô ta vui vẻ biết rằng cơ hội của mình đang tới. Chúng nhanh chóng đi tới khách sạn Thiên Hàng. Bà Lam và Lạc Thanh đã tới kịp lúc trông thấy Lạc Thanh nằm dưới đất, thấy anh đối xử với em trai mình như vậy, cô gọi Lục Thần là kẻ vô ơn, cô nguyền rủa anh mau chóng chết đi. Lòng anh thực sự đau đớn lý do có phải anh là con trai nhà họ Lữ quyền lực nên cô đã lấy anh, chứ không chút gì trong đó là tình yêu. Trên đời này không có gì giết được anh ngoài sự cứng rắn và vô tình của cô bà lam xem ngang đừng nói những điều không cần thiết nghe lời bà lam như sắt đá anh nghiến chân mạnh hơn khiến lạc thành kêu lên ngày hôm nay anh phải khiến kẻ này trả giá ông cửu đi tới bà lam nói lời van xin ông cửu cho bà một cái tát lạc thanh tức giận sao ai cũng đứng về phía lạc thần và bảo vệ anh ta ông cửu gọi cô là một người vô ơn chính hắn đã gây ra một thảm họa không ai có thể cứu được hắn công tử nhà họ hạ xuất hiện hắn anh chọn một cái tát từ lục thần hắn còn dám khoác lác nhiều lời Lục thần nói cho vị công tử nhà họ Hà biết rằng một khi anh đã muốn giết ai thì không ai có thể thoát. Không có lý nào một kẻ thống trị thế giới lại thích cô ta. Không ngờ rằng thiên vương cũng đồng ý lấy cô ấy. Không ai trong số họ tin vào chuyện này. Tiếng của Lâm Hỷ Nhi bước ra, không nghe lọt tai lời xin lỗi của Lạc Thanh, cũng không đồng ý lấy Hà Công Tử. Hỷ Nhi khẳng định nếu kiếp này không thể gả cho lục thần thì tôi cũng có thể chết. Bà Lam cảnh báo cô không nên giao du với người đàn ông này. Hà công tử với giọng điệu tức điên khiến người ta cảm thấy sảng khoái, hắn tức tối bỏ đi. Một vị khách không mời mà đến Hồng Gia Lý hùng hổ đến đòi mạng lục thần. Hai bên giao tranh bằng lời nói không ai chịu nhường ai. Hồng Lý rút kiếm chưa được lấy mạnh lục thần. Chính chủ nhân đã liên lạc để cô biết mình đang làm điều dại dột. Ngày mai thần chiến tranh sẽ tới gặp mặt, mọi người đều rời đi. Lạc Thanh hết lần này đến lần khác khuyên anh từ bỏ vì vô muốn cứu anh. Anh nói cho cô biết không phải cô đã bỏ đứa trẻ mà nó là một tai nạn cô chỉ mong anh có một chút tham vọng cùng nhau gánh vác chính sự yếu đuối của anh đã khiến đứa bé đã mất thần chiến binh quỳ gối trước thiên vương xin tha thứ cho sự mạo phạm này anh ấy muốn xây dựng một trung tâm quân sự anh sẽ tặng cho anh ta khu đất tại nhà máy thiên vương luôn nghĩ trước có nước sau có nhà lạc thành phải chịu đau đớn vua thiên vương mở một yến tiệc chiêu đãi anh xuất hiện trong tay lâm hỷ nhi có thần chiến tranh đến cô cũng muốn phân rõ trắng đen với lục thần một lần anh không tiếp chuyện với cô và rời đi Lâm Hỷ Nhi ngỏ lời với anh về đám cưới của họ, Lục Thần trốn tránh. Lạc Thành uống rượu và chơi đùa cô nhân viên anh bị Lục Thần chặn lại. Họ lại xô sát cùng Nhiêm Nhiêm và Lạc Thanh đôi bên cãi cọ. Có tin báo thiếu gia nhà họ Hà đang gặp vấn đề tại Vân Châu, đám người đột nhiên xuất hiện tung hoành khiến Lục Thần thực sự tức giận, anh dồn sức mạnh đưa tới đám người, khiến cả đám thổ huyết. Tiếng nói phía sau vọng lại là Hồng Gia Lý sự hận thù của cô ta chất cao như núi, cô ta ghè dao vào cổ anh tự tin có thể kết liễu Lục Thần trong một nhát kiếm. Hà công tử thấy có người về phe mình thì cao giọng tự đắc, có tiếng bước chân của cả một hạm đội gồm thần chiến tranh, triệu cửu long và bạch lý tới dẹp loạn, được hai người bổ sung thông tin những người này hôm nay sẽ không để một ai thoát khỏi cái chết. Bên ngoài rầm rộ, bên trong náo nhiệt tiếng hồng gia lý văng vẳng khắp căn phòng. Tiếng của chúa tể đi tới, đợi cho cô nói hết thì kẻ theo một cái tát, đuổi tên công tử nhà họ họ hạ cút, anh cúi dạp người tôn kính chào lục thần với danh xưng là vua của trời. Hồng gia lý thì chọn mắt, lạc thành thì khóc mếu lạc thanh thì không thể tin vào điều này anh đã đợi cô ba từ xin lỗi nhưng đến cuối cùng cô không hề nói tình yêu của họ hôn nhân của họ tan biến như bọt nước sau khi tất cả kết thúc anh quay trở về tay trong tay với uyển nhi